vườn quân bán củi vlog. Nay em lại có chút thời gian, em lại làm video là sửa chữa nha các bác nhé. Thì em hướng dẫn sửa chữa những người không biết sửa nhé. Thì em hướng dẫn cho bác, thì hướng dẫn này các bác học sửa nó không hề mất tiền, mất chi phí gì. Ở nhà các bác cũng tự sửa được. Thì trong lý do bây giờ em sửa được thì hay không, thì em cũng giới thiệu cho các bác trước là làm quen với cái của các linh kiện nhé. Thì linh kiện thì những cái quạt xa, đây là cái xa ngày thì ở trong thợ gọi là cái xa nhé, còn con bác thì gọi là cái cuộn dây đồng này nhé. Thì trong cái xa này nó có mấy loại, thì trong cái loại nhôm đồng và loại đắt loại rẻ các thứ thì đây như cái dòng này là dòng đắt nhất nhé các bác này, dòng này dòng đắt nhất này nhé các bác nhé, dòng này dòng đắt nhất thì em thay là 100.000 nhá, 3-4 năm nay rồi nhá. Còn các bác nào mà có tiền thì hoặc là nhà giàu thì các bác đi thay những chỗ khác đi, 100-120 nhá. Thì em chỉ toàn thay cho những người nghèo, người không có tiền đâu các bác nhé. Thì các bác có tiền cứ đến chỗ nào thay 100-120 cho nó mất nhiều tiền thì nó sướng hơn nhá các bác nhé. Thì em đây em làm là cái để làm vừa làm hướng dẫn, cũng thứ hai là hướng dẫn các bác sửa chữa và cũng như là hướng dẫn các bác để nhận mặt các linh kiện này, những cái nào loại tốt, loại nào loại đắt, và để các bác phân biệt tí nữa em sẽ cân nữa lên cho các bác là biết là như nào là nhôm, như nào là độc nhé. Thì trong hai cái này 46 và 44 nó vẫn nặng như nhau nhé các bác nhé. Đấy thì cái này thì em thay ra, cái này là loại xịn nhất nhé, loại thay xịn nhất là loại này em thay 100.000 nhé. Còn cái loại này thì em thay 90.000 nhé các bác nhé, loại em thay 90.000 nhé, mấy năm nay rồi nhá. Đấy, loại này mát của nó như này là 90.000 nhá. Nó vẫn là dây đồng các bác nhá. Đấy, như loại này của nó độc xịn hơn. Các bác nhìn là cả những cái khung sắt rồi tem các thứ nhá các bác nhá. Nó vẫn sáng bóng và đẹp hơn. Và cái này nó sắt của nó sẽ đen xì hơn này. Con này. Đấy, hàng này thì nói đúng ra thì các bác biết đấy, hàng này là hàng của người ta tái chế lại, người ta lấy cái khuôn sắt này lại này, xong người ta lại quấn cái dây đồng này lại. Còn cái này thì nó quấn từ mới nhé các bác nhé, dây nó cũng quấn mới này, cái cốt sắt này nó cũng quấn mới nhé các bác nhé. Đấy thì các bác nhìn này nó sáng này. Đấy các bác so sánh thì các bác sẽ biết là cái này để nhận biết, thì nếu mà bóc mất cái tem này đi thì các bác không thể phát hiện được cái nào là đắt là rẻ. Thế nhưng mà các bác nhìn vào cái cốt sắt này, cốt sắt này nó sẽ nâu hơn này các bác này. Đấy nó sẽ nâu hơn nhé, cái rẻ này sẽ nâu hơn. Cái này là 90.000 này, cái này là 100 này các bác nhé. Em thay 100 cho khách nhé. Đấy thì các bác trong những làm lúc em là kênh này nó ảnh hưởng đến các bác làm nghề sửa chữa thì các bác thông cảm nhé. Thì đây là cũng mỗi người làm theo một kiểu, cũng như là cái giá cả thì cái đồ này thì ai nhập như nhau hết, nhiều công thì người ta thích lấy bao nhiêu thì lấy, phải không các bác? Đấy các bác lấy 120 thì đấy là tùy các bác, còn em chỉ thay 100 thôi nhé các bác nhé. Đấy tùy các bác nhé. Đấy lại 90.000. Đấy, cái này nó cũng như thế hết. Này các bác này, em thì không nhập cái hàng rẻ đâu. Đấy. Một lô em về đây nhập toàn hàng này nhá. Ở trong tủ con đầy, nhưng mà em chỉ làm 4-5 cái là mô hình thôi. Rồi bây giờ em sẽ phân biệt cho các bác là cái nào là dây đồng, cái nào là dây nhôm nhá. Thì em sẽ có cái cân này các bác nhá. Em sẽ hướng dẫn các bác là để cách kiểm tra như cái nào là đồng, cái nào là nhôm nhé các bác nhé. Thì em sẽ đặt lên đây để cân cho bác này, các bác nhìn cân nhá, thấy nhá, rõ nhá. Thì đây em cũng có cái mấy cái hỏng mà cái quạt người ta mua và nó hỏng bây giờ ra thay đây, thì em bây giờ em sẽ cân cái này lên trước nhá. Đây. cái này là dây nhôm cuộn bằng nhôm này. Đấy các bác nhìn cân này, 5 lạng nhá, nửa cân nhá, cái này cân cả đây là 5 lạng nhá. Đấy 5 lạng là dây nhôm nhá các bác nhá. Này em cân lại này, đúng chưa, các bác nhìn tinh nhá. Đấy rồi em sẽ đặt lại xuống, em sẽ cái cân bằng cái loại xịn nhất mà cân của dây đồng nhá, các bác sẽ xem cái sự phân biệt của nó như nào, thấy chưa, 5 lạng 9 nhá các bác nhá. Đấy các bác, nếu các bác đi thay các bác không biết, các bác cứ bảo có cân em cân thử đúng chất lượng như này, 5 lạng 9 các bác nhớ là 5 lạng 9 nhá, gần 6 lạng nhá, đúng chất lượng như này các bác thay một
100 thì bác thay. Còn nếu mà khu vực ở biển động này các bác nếu mà thay 100 hay 120 thì các bác có tiền thay chỗ đó, còn các bác không có tiền lại về quán em. Em vẫn thay cho các bác 100 nhé. Đấy thì các bác cứ tùy theo các bác để định hướng. Đấy em là vừa sửa mà em cũng đưa hết những cái khả năng cũng như là cái thực tế nhất. Em làm kênh YouTube này là những cái nào thực tế nhất, thật nhất. Em đưa ra cũng cả cộng đồng nước ngoài hay là trong mạng anh em cũng ai cũng biết chứ không phải là nói phép mà được nhé. Cái này anh em làm nghề thì chắc biết chứ không thể nói giấu ai được nhé. Đấy thì các em phân biệt cho các bác thế. Đấy em sẽ cần tiếp cái này nữa này. Đấy cái này mới là 4 lạng 4 lạng 4 này. Cái này 4 lạng 4 này nhé. À cái này 5 lạng 2 này, 5 lạng 4 nhé. 5 lạng 4 vẫn là dây nhôm nhé các bác nhé. Đấy nó phải 5 lạng 9. Đây này, dây nhôm này. À dây đồng này các bác nhỉ, vẫn dây đồng này. Đấy thấy chưa, 5 lạng 9 thấy chưa. Đấy thì em hướng dẫn các bác để vừa sửa chữa và cũng nhận biết cái linh kiện, cũng thứ hai là để cho các bác biết đi sửa cho nó đỡ bị đắt đỏ các thứ, thì em hướng dẫn các bác thế thôi. Còn các bác nào thích thì đến chỗ em sửa, còn không thích thì các bác sửa cho khác, không bắt buộc phải đến chỗ em nhé các bác nhé. Bởi em làm kênh là em chia sẻ chứ không phải em là mà làm kênh để tranh sửa chữa bất kể của ai nhé các bác nhé. Em làm là để cho các bác biết giá, là để nhận được cái linh kiện cũng như là mình sửa như thế có đắt hay không, đúng không? Đấy thì giờ em muốn làm cái kênh chia sẻ cho nó thực tế nhất cho các bác thế. Đấy này, em cân cái này nó 5 lạng này thấy nhá. Thì trong 3 cái này là nhôm hết các bác nhá, 3 cũ này toàn nhôm hết. Đấy rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác thay cái xa to này nhé, xa to nhé, thay cái xa quạt này nhé các bác nhé. Em sẽ hướng dẫn các bác thay cái xa quạt, cái quạt kia bị cháy, em sẽ hướng dẫn các bác thay cái xa quạt nhé. Ok, em sẽ các bác cùng lắng nghe và theo dõi em nhé. Hello. Dạ. Tuấn ở đâu nhỉ? À xong khuya là vào vào. Vào vào vào.
tháo ra nhé. Đây nhá. Em sẽ cân lại cái này cho các bác xem nó là dây nhôm hay dây đồng nhá. Cái này là của khách đem đến và cái này là đã sửa của nhà khác rồi nhá các bác nhá. Xem chứng tỏ là các bác mua cái đầu đắt xem có phải là đầu đắt không hay là dây nhôm nhá các bác nhá. Rồi ok. Các bác nhìn ra. Đây. Đầu người ta có thể hét lên bằng giờ như đây, đến thực tế đây nhá. Các bác nhá, em thay sửa cho khách rất đàng hoàng nhé, chưa được năm lạng nhé các bác nhé. Các bác nhìn tinh nhé, thấy chưa, nhôm nhá. Rồi giờ em sẽ hướng dẫn các bác thì sẽ cắt ra và hướng dẫn các bác nhé. Đây thì các bạn để ý này, đây nha, các bạn để ý này, các bạn nhớ này, cái xanh này là số 1 này, vàng số 2 này, dây màu trắng số 3 này, dây xám này là đấu một đầu vào tụ này, một đầu vào dây cấp nguồn này nhá, còn dây này là đấu thẳng vào cái hộp số này các bạn nhá, tụ này. Đây các bác nhá. Dây hồng này, tụ này. Một đầu dây hồng này vào tụ này. Một đầu này dây nguồn này, còn một đầu dây đây là hộp số này. Dây 220 nó vào đây này, một dây vào đây này. Đấy nhá, các bác nhá. Trong cái này có sơ đồ các bác, cái có thể là nếu có mỏ hàn rồi các bác mua về tự khắc thay được, cái này nó đơn giản đâu. Nhá. Đấy. Nó có đầy đủ thông tin ở đây rồi. Thì cái này thì các bác nên đọc là xem nào. Đây nhá, các bác cái dây da này ở dây da chú ý dây da ở trước nhá. Dây da ở trước thì nó là như này. Nhá. Dây da ở trước là cái này đặt về đằng cánh quạt nhá các bác nhá. Còn dây da ở sau thì các bác lại lật lại đằng này lại. Lật cái đường đầu dây này lại đằng sau nhá. Đấy nó in ghi dẫn này. Cái này là dây da đằng trước này. Thì các bác quay về đằng cánh quạt nhá. Còn cái này quay về đằng túp lăng đằng sau nhé. Đấy, cái nào nó ghi ra đằng sau thì các bác cũng ở đây nó ghi ở đây sẵn rồi này. Dây da đằng trước này. Đấy, dây da phía trước nhé. Đây này các bác này, mũi tên in ấn đầy đủ nhá, cái loại này nó đây này, dây da phía trước này. Đúng rồi, mũi tên này. Rồi, ok, giờ em sẽ hướng dẫn các bác thay nhá. Thì bây giờ nó đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta vẫn cứ úp cái này đằng vải này phải phía trước nha các bác nhé. Đây, phía trước thì chúng ta sẽ như này, chúng ta sẽ luồn một cái dây này vào đây trước nha các bác nhé. Luồn ra đằng trước, dây phía trước luồn ra đằng trước, dây phía sau luồn ra đằng sau. Đây
nhá. Cái này nó có bốn cái ngoài này rồi. Thế là cho nên các bác không phải lo lắng là sợ nó lệch nữa nhé. Trước khi thay cái này thì các bác lên tra cho tiện, tra cho ít nhất vào luôn nhé. Bác tiện tra cho ít nhất vào đầu trục đi nhé, cho nó đỡ khô dầu khô nhớt. Sẽ cho cái úp này vào. Thế thôi. Ta vặn ốc vào là xong. Xong tí nữa đấu, tí nữa đấu hộp số thì em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Trước khi các bác lắp vào nhé, mấy thứ hai là các bác là phải nhớ là lấy cái tô vít này các bác gõ này nhé, để cho nó hai cái đầu trục bạc cho nó cân nhau nhé, cảm thấy nó trơn thì bắt đầu mới được cắm điện nha các bác nhé, lưu ý nhá. Đấy đây này, nó trơn nhuyễn như này nhá thì mới được nhá. Nó gõ này để cho nó lấy độ cân hai đầu trục bạc nhé. Rồi luồn dây. Còn dây thì các bác lấy ít băng dính, bác quấn cái đầu cho nó nhọn xuống thì các bác xiển nó rất nhanh, đỡ tòe đầu dây nha các bác nhé. Ốc này vào cho nó đỡ ngoặt ngoẹo cái củ motor nhé. Các bác nên lưu ý thiết đây là cái đài thôi nhé, để cho nó phanh kéo đứt dây, đứt đầu dây nhá.
họ. Cái dây thì nó dài thì các bác cho nó thừa lên đây một tí nhé, để cho nó quay đi quay lại cho nó đỡ bị căng đất đầu dây nhé. Em có thể hướng dẫn cụ thể nhanh nhất cho các bác làm video cho nó đỡ bị dài nhé. Cho nó dài thì các bác cắt lên đây đi. Đây nha các bác nhớ này, số 1 thì sẽ vào có số 1 nha các bác nhé. Ở đây nó chỉ có 3 này thôi. Cái này nó bác đấu nhầm thì bác lại đảo dây nọ sang cái kia, ví dụ bật cái là số 3 ngay thì các bác lại đảo cái dây xanh này. Các bác nhớ là số 1 này. Dây xanh nhớ là số 1 này. Dây vàng là số 2 các bác nhé. Các bác sẽ không biết các bác sẽ áp lại như này nhé. Thì đây sẽ là số 1 nhé, đây số 1 có nhìn rõ rồi, một nhé, một thì dây số 1 là dây màu xanh nha các bác nhé. Các bác lưu ý là dây số 1 dây màu xanh nha. Đây số 1 dây màu xanh này. Dây vàng là dây số 2 nha các bác nhé. Dây vàng là số 2. Cho nên kèm quả ga cho anh nhé. Nhân Tuấn là ngay ấy này. Tuấn khuyên cái thằng ấy. Là nó đối diện nhà Lâm ấy biết không? Dây trắng là dây số 3 nha các bác nhé. Dây trắng là dây số 3. Cái nhà Tuấn Liên có kèo không? Liên Liên nào đó. Đi được đâu, dọc lắm. Rồi, thì như này thì em đấu như vậy thì cũng đã xong rồi nhé. Thì còn một đây nhé, bây giờ nó chỉ còn cái dây này này các bác này. Nó lại điện rồi.
Alo. Quán vào không đi được đâu, không biết là đi đằng nào được nhỉ? Cái nhà thân nó không có à? Hả? À đấy à? Thế sao? Thế sao ở chúng nó ở nhà nó đun được lâu lắm? Ờ à, anh cố gắng anh đi đằng kia vào. À cái đường nó bảo là đi ở xóm Khuyên sang đi chỗ nào nhỉ? Có đi được không? Sang chỗ nhà Bảo ấy. Dốc á. À ui dốc lắm nhỉ, đi đằng nhéo rồi. Thế xe của anh chắc không đi được đâu. Ừ, đêm khuyên là xa. Thế đã anh đi bằng khuyên vọng nè. Cả mấy lòng nước thì nó có chạy không? À rồi, rồi, rồi. Đây nha, đây là cái dây nguồn đó nè. Đây là dây nguồn nha. Các bác lại nhớ cho em là đây, nhớ cho em nhá, dây hồng này, dây hồng một đầu vào tụ nhá, các bác nhớ nhá, cái dây màu hồng này một đầu vào tụ này, vào tụ này. Có. Đấy, dây còn lại là này nhá. Dây nguồn này. Đây nhá, một dây nguồn này và một dây tụ này và một dây bạc nhá. Đấy thì các bác đấu vào đây. Đây cái vết cũ của anh em sẽ cài ra. Đây, dây bạc này, chính là dây bạc vào đây nhá. Anh em cứ tham khảo sửa dần, cái này nó đơn giản mà. Biết được cái gì thì đỡ mất tiền cái đấy các bác nghe. Chứ đừng có đã dốt lại không muốn học. Ngày xưa ấy, em nói các bác cái bọn em đi học này ấy, người đàn giấu nói mà nói bậy, giấu như mèo giấu cứt đấy các bác nghe. Không ai dạy không như này đâu. Có xe ra hộ đấy. Okay. Là em sẽ cấp điện để chạy thử nhá. Rồi, vậy là đã chạy nhá. Đây là số 1. Dẫn lên số 3 này, số 2 này. Đó. Số 3 này. Rồi, ok. Vậy là đã xong nhá. Chúc các bác thành công nhá.